Con đã tìm ở dưới cầm giường thì chưa? Đang rồi. Tìm rồi á? Tìm rồi mà lại không thấy thì biết đâu nè. Cái này không chắc mẹ mua cho con đôi dép màu hồng này. Màu vàng đấy là mất một chiếc rồi hả? Cầm giao mẹ rồi. Hay là được, hay là con ném qua cửa sổ thì rơi xuống đây rồi. Giờ có rơi xuống đây không nhờ? Đứng yên đây để mẹ đi ra ngoài hiên đây mẹ nhìn xem có rơi xuống dưới không nha. Chắc lại rơi qua cửa sổ đấy hay sao nữa. Đứng yên đây.
đằng bên xem liệu Ca có bỏ vào đấy không nào. Ca nó chơi thì Ca có lấy chết một con không nữa. Có. Mà Ca đi đâu? Này, Ca đi đâu rồi nhờ? Từ lúc nãy, từ nãy giờ mẹ nó con đi tìm mà Ca đi đâu có thể nhờ? Ca đi đâu đấy? Đi vào đây mẹ, đi.